Khi mà nghe rất là nhiều anh chị trong nghề cũng như là cái người bạn của Phi về kể là đây là một chương trình nó là cực kỳ khủng khiếp về khả năng diễn xuất. Nếu muốn thể hiện khả năng diễn xuất thì cứ chơi chương trình này, bởi vì ở đó có rất nhiều những cái tên tuổi, những thử thách đặt ra và mình nếu hoàn thành được thì cảm thấy rất là thú vị. Hai vị tiếng vọng mà Phi muốn hợp tác đó chính là Việt Hương và Trường Giang. Chị Việt Hương thì hơi tư thù cá nhân một chút. Chị Việt Hương xem Phi diễn ở sân khấu của Phi đã 2-3 lần rồi. Rồi lần nào xem thì chị cũng khen là em là một diễn viên diễn thể lực và diễn khỏe nhất Sài Gòn này và không khen diễn hay, cho nên rất là giận. Và ngày hôm nay thì muốn chứng tỏ chị thấy ngoài chuyện thể lực thì tôi diễn cũng được lắm đó. Thưa quý vị, khách mời Hoàng Phi đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với căn phòng thứ tư. Xin mời. Bạn đang có cảm nghĩ như thế nào? Đây là một cảm giác mà rất là lâu rồi mới có lại. Lần trước là em đã làm MC của một chương trình thì anh Hoài Linh tới tham gia vai trò khách mời và em cũng có cảm giác y chang như vậy. Sợ hãi nhưng mà rất là phấn khích khi mà được diễn chung với anh. Anh yên tâm, em sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình và gặp anh ở vòng cuối. Tôi biết là bạn đang cố gắng để lấy tinh thần lên dây cót cho chính mình. Còn kỳ thực là bây giờ có vẻ như không được bình tĩnh cho lắm. Bạn mở cánh cửa này ra hoặc là cuộc sống nở hoa hay là cuộc đời bế tắc. Bạn có muốn nói gì với cả anh Hoài Linh? Dạ nói thì em đã nói rồi. Dạ bây giờ em chỉ cần một tràng vỗ tay để bắt đầu cái phần thi của mình thôi. Cố gắng lên. Xin mời. Ôi trời. Trời ơi đầu bếp đã tới rồi. Trời đất ơi, thiệt tình đó nha, quý quá. Bếp trưởng. Dạ bếp trưởng. Đẹp trai quá. Để tính ra chị cũng máy bay. Chị mua bằng tự láo cho em. Chứ cỡ chị đâu có sức gặt cần số nữa đâu cưng. Mà mẹ con chị nè, chào chú đi con. Dạ con chào chú. Đó. Dạ mẹ... chú chào con rồi. Dạ. Mẹ con chị kêu nhiều món lắm mà chưa có dám ăn. Dạ. Đợi cậu mới tới mới dám ăn đó chứ. Dạ, dạ tại sao lại chờ em tới rồi mà chị mới dám ăn hả? Dạ phải chờ cậu tới mới dám ăn, tại có cậu thì mới chụp hình được cho tụi tôi đó. Nè chụp hình giùm tụi tôi đi. Nè nè con lên đứng ở đây. Một nè, hai, ba. Trời luôn nha, con em đứng cũng rất mấy người có điều kiện lắm chị. Dạ, gỡ giữa giữa, chụp mẹ con. Bây giờ nghĩ ai mà xài cái điện thoại như cái đại bác vậy đó. Nhấn nó bắn cạch vậy nè. Rồi, tự xuống nè, ba người cười nè. Hai, ba. Hai, ba. Hết pin rồi cơm, trời. Em, dạ. Cái địa chỉ Facebook của em là gì để chị biết chị vô đây rồi chị share hình cho em. Em là một đầu bếp người Việt. Em rất thích nói tiếng Việt, em không thích nói tiếng Anh. Địa chỉ mặt sách của em. Ok, dạ. Danh Ngọc Văn Độ. Ngọc Văn Độ, rồi. Dạ, dạ là Ngộ Văn Độc đó chị. Dạ, trời, em mới biết. Trời ơi, em ơi em. Dạ. Em nghĩ sao em là bếp trưởng nè. Ủa sao có 4 sao rưỡi vậy cưng? Sao em đang ở ngoài là 5 sao mà đây có 4 sao rưỡi vậy? Một sao là do, nửa cái sao còn lại là do chị quyết định đó. Chị ăn mà chị thấy ngon là chị cho nửa sao còn lại. Trời ơi, thích em dễ sợ luôn á. Chị á thì chị thích ăn bún đậu mắm tôm. Bún gì chị? Bún đậu mắm tôm á cưng. Dạ, bún đậu mắm tôm. À, trong nhà hàng 5 sao này có không em? Dạ chị, cái tên của em là Ngộ Văn Độc đó. Chị đòi ăn mắm tôm chị không sợ hả? Dạ, cái mắm tôm chỗ này nó căng lắm đó chị. Trời ơi, vô nhà hàng 5 sao mà không có món bún đậu mắm tôm mẹ buồn quá à Ben. Dạ, phải vui chị mới ăn đúng không chị? Dạ, làm dạ thường thường là chị thích cái gì ạ? À? Em phải biết sở thích của chị em mới chị. Cái gì chị cũng thích hết trơn, em đừng có hỏi chị nói ra nhiều cái thích là em chết à. Dạ. Bây giờ em làm cái gì cho chị cảm thấy chị vui chị mới ăn được, vui nha. Music. Tôi ăn không được ơi.
đẹp nha, chứ đừng có chị bắt đầu đổ mồ hôi vậy đó. Dạ dạ dạ. Chị thấy bắt đầu hơi mình đẹp đó. Thưa thưa, thì tư cách vô đây thì thường ăn theo nhạc đó chị. Chị muốn em tự làm nhạc cho chị đi. Em tự làm nhạc cho chị đi. Vâng, em sẽ được trình bày một bài hát rất nổi tiếng. Tèo 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 tèo. Không có, chị còn nở lắm, em chưa có tèo em ơi. Trời ơi, chị nở lắm. Trời ơi, ai nói tôi tèo đâu trời. Sao tôi giận dễ sợ, cái bài khác liền. Trời tôi hận, trời tôi vậy mà nói tèo, trời giận dễ sợ trời. Em hát cái bài nào nở giùm chị đi cơ. Cứ hát mình nở nè. Làm nhạc miệng nha. Chú mày có thích nở hay chú hát cái gì? Nên nở đi. Đó. Con lành dễ sợ luôn, con lành quá trời lành. Nở phải không con? Nhạc miệng nha. Nở hỏi nở. Nở. Chị ăn chị nó nở hết bún bây giờ chị. Dạ nó nở hết bây giờ chị. Dạ. Anh cho phục vụ đưa tiền cho nha, chị tính tiền đi con. Dạ tính tiền nha. Phục vụ ơi, tính tiền. Ừ. Cầu cho đứa phục vụ nào nó hiền lành ngoan ngoãn. Trời ơi. Chủ nhà hàng này vậy không đó ha, hết hồn. Ái chà. Hiểu ha. Hả? 7,5 triệu. Trời đất. Thôi ngồi xuống đi con. Bắt đầu mày thấy hơi mệt mệt rồi đó nha. Em cũng bắt đầu thấy mệt lắm rồi đó. Trong phục vụ vô là thấy mệt rồi đó. Trời, phục vụ nó băng vô như chủ nhà hàng vậy trời. Thiệt tình. À. Dạ sao chị? Chị thì chị bị máu cao. Dạ. Cho nên là chị ăn uống nó kỹ lắm. Dạ. Thì hồi nãy chị có tới chị kêu đó em. Một cái lẩu nè, thấy không? Hai chén chè là kể như là nhẹ nhàng vậy đó. Yến hầm vậy thôi nè. Rồi có cái đùi gà cho con chị thôi mà em tính 7,5 triệu. Rõ ràng là chè đúng không? Chè. Dạ. Em nếm thử cho em. Dạ. Sao em nuốt vô mà em phun ra vậy? Tại vì nó có cái độ mặn như vậy đó chị. Là tại vì mấy thằng trong đó nó phục vụ cho chị và đây là món chè đặc biệt của quán. Dạ chè. Trời ơi, chè mập chè mặn mà nó chè đặc biệt là chè, sao? Đây là chè hạt sen hải sản. Hạt sen nào mà hải sản? Tụi em phải hái những cái bông sen mọc trên biển. Hả? Hoặc những cái vùng sông gần biển. Hạt sen từ đó tới giờ là mọc ở trong đầm, không có một sen nào mà nó ra biển, nó mọc ở ngoài đó hết đó nha. Mà nó mặn chát như vậy mà nói là dạ sen. Chị chưa nghe cái câu nói đó rồi. Chưa. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Ừ. Nhưng băng ra biển sen tươi hơn nhiều. Vậy thì nè, cái chén súp yến của chị nè, đó em tính cho chị gần 7,5 triệu. Em uống thử một miếng đi. Nè, súp yến rõ ràng nè. Nè, súp yến là có trứng cút nè. Nè, ăn đi. Đó. Cái này chết người thiệt đó chị. Không, không. Là cái này chết người thiệt đó không. Chị. Dạ. Đó. Nuốt vô. Nói cho tôi biết tại sao cái súp yến này nó còn mặn hơn cái chè sen. Sen là cậu để ngoài biển rồi đó. Còn cái này là súp yến nè. Không có liên quan gì tới trời mà cậu nó mặn như vậy. Dạ chị ăn những cái súp yến thường là súp yến trong thành phố. Người ta nuôi trong những cái căn nhà. Yến này là yến ngoài biển. À. Ở những cái vách núi cao. Những cái vách núi cao chim yến làm tổ trên đó. À. Làm sao lấy được? Làm sao lấy được? Ngồi dưới đó chờ nó rớt xuống biển rồi vớt lên. Làm tổ yến. Kêu một con cá nha, mắc tiền như vậy mà con thấy xương không, không có thịt làm sao thịt đâu. Ở trong đây không có một miếng thịt. Ok, tôi hiểu chuyện này rồi. Dạ, chị có biết ra. Đồ cổ không? Chị có biết đồ cổ không? Những con khủng long chết hàng triệu năm người ta tìm thấy cái gì? Cái gì quý trọng với con khủng long? Cái hình. Chị bình tĩnh cho em hỏi mấy đứa nhân viên bên kia đường nè. Cái gì của khủng long là quý nhất mấy bạn? Dạ, chị ăn cái thứ quý nhất đó chị. Cậu làm gì tôi? Em xin mời hai mẹ con ngồi xuống. Sao? Dạ tôi sẽ miễn phí bàn này cho anh chị. Xin mượn anh một chút được không ạ? Xin mời anh bước qua đây anh. Anh. Dạ anh đi ra sau lưng của bé. Dạ anh đi sau lưng của bé. Ra sau lưng của bé. Dạ. Anh dùng ngón tay trái nè. Anh nhấn vô lỗ tai bé. Để chắc chắn là bé không nghe được gì. Dạ. Lỗ tai. Dạ. Dạ sau đó anh dùng 4 ngón tay còn lại. Anh chụp vô mắt của bé. Dạ. Phải chắc chắn là bé không thấy được gì. Tôi mệt bà lắm rồi nha bà nội. Cái gì vậy? Nhìn nha. Không phải là tôi ở sông nha. Tôi ở dưới bếp nha. Tôi làm cá, làm thịt, tôi làm chè tùm lum. Bà ăn cho cổ vô. Rồi bà nói 7,5 triệu làm mắt. Cái gì vậy trời? Bây giờ 7,5 triệu xin có trả không? Không.
cưng có trả không? Không. Năn nỉ tiếp. Chị trả giùm em đi chị. Ui da đau bụng quá. Ui da. Nguy rồi bếp trưởng ơi. Vụ gì? Có thanh tra tới kiếm bếp trưởng kìa. Ok miễn phí nè, về dùm nè, miễn phí nè. Về dùm về. Về. Chào anh. Dạ tôi chào anh. Anh là bếp trưởng. Dạ tôi là bếp. À tôi là bếp trưởng. Dạ là bếp trưởng. Chủ nhà hàng này. Là chủ nhà hàng này. Dạ đúng rồi. Là dạ là chủ nhà hàng này. Dạ. Tôi là người bên an toàn vệ sinh thực phẩm. Có người thưa nhà hàng của anh nói rằng dạ, nấu ăn cắt nè tắt cái máy quay nè. Trời ơi diễn quá cắt rồi. Dạ em đang cho mướn nhà hàng quay phim anh. Mấy bả đang diễn cái cảnh trung thực. Diễn quá rồi diễn. Ok. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh ạ. Em xử lý tình huống mà anh tưởng đâu là em đang thử Việt Hương luôn. Và em đem hội đủ tất cả những cái yếu tố vào, kể cả yếu tố gây hài, rồi xử lý những cái tình huống rất là độc đáo. Anh thích nhất cái đoạn sau cùng khi em xử lý cái tình huống rất thông minh là nhà hàng tôi đang cho mướn để quay phim. Anh thích thú với cái phần xử lý của em. Và anh chỉ có một cái câu nói duy nhất mà anh dành cho em là Hoàng Phi, em quá thông minh. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều điều bất ngờ khi đến với chương trình Ơn Giời Cậu đây rồi. Và bây giờ lúc chúng ta sẽ đến gần hơn với trưởng phòng số 5. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh.